Con ngựa ngu ngốc. La la la, cánh đồng bao la, cỏ ngon của ta. La la la. Wow, mới nhiều cỏ làm sao? Sao từ trước tới giờ mình chưa bao giờ đến đây nhỉ? Này, đồng cỏ này là của ta, không ai được phép tùy tiện vào đây ăn cả. Ai bảo là của anh chứ? Của trời đất thì phải chia sẻ chứ. Tôi cứ ăn đấy làm gì được tôi? Wow, ngon quá đi mất. Anh đúng là đồ ích kỷ. Bãi cỏ lớn như vậy, anh ăn một mình sao hết được đó chứ. Ăn hết hay không thì liên quan gì đến ngươi. Mau cút đi, bằng không ta sẽ không tha cho ngươi. Để rồi xem, bãi cỏ này có còn là của riêng anh nữa không? Các ngươi đi chỗ khác mà kiếm ăn. Đây là bãi cỏ của ta. Anh em cứ ăn thoải mái đi, xem hắn ta làm được gì chúng ta chứ. Đây là của chung, chứ không của riêng ai cả. Chúng đông thế kia, mình phải làm sao để đuổi lũ hổ này đi. Chứ cứ để thế này, chúng ăn hết cả cánh đồng cỏ mất. À ha, cuối cùng thì chúng cũng chịu đi. Từ nay cánh đồng cỏ lại là của ta. Ôi, cứ đà này thì chết. Cánh đồng cỏ yêu quý của mình ngày nào cũng bị lũ hổ dẫm đạp lên như thế, chẳng mấy lại trở thành một cánh đồng hoang khô cằn mà thôi. Trời ơi, thế là mất hết rồi. Chúng tôi không muốn làm hại anh, nhưng đây là bãi cỏ chung, sao anh lại cứ ích kỷ muốn giữ cho riêng mình thế? Ai tìm ra trước thì là của người đó, chứ sao lại là của chung? Mình nhất định không chịu thua lũ hươu này. À, trời giúp ta rồi, chỉ có người, người mới giúp ta được. Cả đàn cừu đông như thế, người còn sai khiến được huống hồ mấy con hươu là cái thá gì đối với họ. Anh nông dân tài trí ơi, anh giúp tôi một việc được không? Việc gì mà lại cần ta giúp cơ chứ? Chả là thế này, bãi cỏ này tôi tìm ra trước nên nó thuộc về tôi. Nhưng mấy hôm nay có mấy con hươu cứ đến đây ăn hoài, chúng còn dẫm đạp làm cho bãi cỏ tan hoang nữa chứ. Anh giúp tôi đuổi chúng đi, tôi sẽ nhớ ơn anh suốt đời. Con ngựa này tôi có bị thương chút, nhưng lại béo tốt, đem nó về chở hàng thì còn gì bằng. Đúng là ông trời giúp ta. Tưởng chuyện gì, chứ đuổi bầy hươu chỉ là chuyện nhỏ. Nếu ngươi chịu đóng hàm thiết vào miệng rồi cho ta cưỡi một lần thì ta nhất định sẽ giúp ngươi. Được, được ạ, cảm ơn anh. Tôi đã cho anh cởi rồi, anh mau tháo những thứ này ra rồi đi đuổi lũ hươu đi giúp tôi. Đi đuổi hươu à? Đúng là một con ngựa ngu ngốc. Ta sẽ chẳng đuổi lũ hươu nào hết. Từ nay ngươi sẽ phải làm việc cho ta. Hả? Đúng là ngu ngốc, thật là khôn lắm dại nhiều. Cá rô phi hiếu thảo. Cậu muốn tham gia bơi cùng chúng tớ không? Đứng đấy làm gì cho lắm bùn tanh. Đúng đấy, đúng đấy. Không, tôi không muốn tham gia đâu. Đã xấu xí rồi lại còn bày đặt chuẩn vẻ khó gần. Thôi, chúng ta cùng tập bơi thôi nào các bạn. Sắp đến dịp lễ hội rồi. Xuân đã về rồi, vậy là đã trải qua bao năm ngóng chờ. Năm nay, ta thay mặt Ngọc Hoàng mở cuộc thi vượt vũ môn hóa rồng cho các loài cá, để các ngươi có thể chọn ra người xứng đáng cống hiến làm mưa giúp nhà trời. Nhất định năm nay cá chép sẽ lại đầu bảng rồi, làm gì có ai có thể thắng anh. Cô cũng cố gắng lên, đâu phải chỉ cần một người đâu. Chỉ cần vượt được thác là sẽ hóa rồng thôi mà. Biết thế, nhưng mấy loài cá nhỏ như chúng tôi thì có bao giờ vượt được thác. Mà anh nhớ hóa rồng rồi,
thì đừng quên chúng tôi đấy nhé. Phải giúp đỡ tôi nhiều đấy. Các ngươi hãy im lặng nghe ta nói nào. Đặc biệt năm nay, ba người hóa rồng sẽ được ban tặng quả thần trường sinh. Tuyệt vời quá. Các ngươi hãy chuẩn bị và bơi đến ngọn thác lớn phía đông của hồ. Hãy cố gắng leo lên sớm nhất nhé. Nước lạnh quá, chúng ta bé nhỏ thế này làm sao vượt thác được? Đúng vậy, làm sao chúng ta lên được đó? Là Rofi thật sao? Rofi vượt vũ môn được sao? Thật hả? Không thể tin nổi. Rofi hóa rồng rồi sao? Ngạc nhiên quá đi mất. Tất cả các loài cá, kể cả những chú cá đã vượt được thác, hãy tập trung xuống dưới chõm đá giữa hồ. Ta có chuyện quan trọng muốn nói. Tại sao trong vỏ quả của ta lại thiếu đi mất một quả? Các ngươi đều biết rõ, ăn quả thần vào sẽ có sức khỏe vô biên, có thể vượt thác một cách dễ dàng. Không thể nào quả thần có thể biến mất được. Ai nhỉ? Ai lấy nhỉ? Hay là... Người nói hay là cái gì? Dạ, con không dám nói ạ. Ta cho phép ngươi được nói. Hay là cá rô phi đen ạ? Cá rô phi vốn bé nhỏ, khó lòng mà vượt thác nước cao lớn kia. Đúng rồi đó, cá rô phi bé nhỏ lại lười nhác. Trong khi chúng con chăm chỉ luyện tập bơi mỗi ngày, thì nó chỉ quanh quẩn chơi ở bụi rễ ngầm. Không phải con, thật sự không phải con. Ta cũng rất ngạc nhiên. Vốn dĩ trong những cuộc thi vượt vũ môn trước đây, ngươi đều không có khả năng vượt thác được. Hà cớ sao hôm nay lại có thể làm nên một kỳ tích như vậy? Chắc là cá rô phi rồi, nhất định là nó. Đúng rồi, nó đâu thể vượt thác được. Đúng đấy, nó có bao giờ tập bơi đâu, chỉ biết quanh quẩn bên đống bùn hôi tanh còn gì. Có cái gì phát sáng ở dưới đáy hồ kìa. Hóa ra lỗi lầm tất cả do ta. Ta thật có lỗi khi chưa suy xét kỹ, lại chủ quan không dùng gương thần chiếu rọi, đã trách nhầm ngươi. Dạ, con không trách người ạ. Chỉ cần mọi người biết con không ăn trộm quả thần là được rồi. Tuy ai cũng có lúc lỗi lầm, nhưng lỗi lầm của ta suýt tí nữa làm ngươi bị đổ oan. Ta vẫn muốn gửi lời xin lỗi đến ngươi và toàn thể loài hải sản. Nhưng ta vẫn rất ngạc nhiên vì sao lần vượt vũ môn này ngươi lại có thể làm nên một kỳ tích như vậy. Dạ, con vì mẹ con. Từ trước đến nay, mẹ con luôn mong có một ngày con có thể hóa rồng để làm nở mày nở mặt họ nhà Đô Phi. Mẹ con đã ốm nặng một năm trời rồi. Con rất mong có thể hóa rồng, rồi xin Ngọc Hoàng thương tình ban thuốc cho mẹ con khỏi bệnh. Gia đình con chỉ còn con với mẹ thôi. Nhưng cá Rô Phi đâu có bao giờ tập luyện. Cho dù thương mẹ, nhưng làm sao vượt thác được chứ? Cá Rô Phi rời khỏi bụi rễ ngầm, bơi ra dòng thác luyện tập. Nó bị dòng nước xô đập vào tảng đá, nhưng nó vẫn cố gắng bơi lại. Tớ thường xuyên luyện tập vào ban đêm. Tớ thật sự rất mong vượt được vũ môn. Trong khi đó, tớ lại xấu xí, thường bị mọi người chê cười, nên chẳng bao giờ dám luyện tập cùng các bạn. Các người thấy đấy, chẳng có khó khăn nào là không thể vượt qua. Nếu như mình thật sự cố gắng, nhờ lòng hiếu thảo của mình mà cá Rô Phi đã có động lực cố gắng để có thể vượt được vũ môn. Các ngươi phải lấy bạn làm gương sáng noi theo. Bọn tớ thật sự xin lỗi vì chưa quan tâm đến bạn. Từ giờ trở đi, cần giúp đỡ gì thì hãy gọi tớ nhé. Thật vậy hả? Cảm ơn các bạn. Được rồi, đã đến giờ người xứng đáng hóa rồng rồi đây. Tuyệt quá. Chúc mừng các bạn. Niềm vui và nụ cười. Ngày xưa, ngày xưa, có một nàng công chúa không bao giờ cười. Số phận dành cho nàng một cuộc sống vô cùng tự do, sung sướng, êm đềm. Nhưng
Nhưng có điều là không bao giờ nàng vui vẻ, chẳng khác nào trái tim của nàng không hề biết vui sướng. Ta đã cho con tất cả mọi thứ trên đời này, vậy cớ gì mà con vẫn buồn bã thế kia? Nào, các ngươi cố làm cho công chúa con ta vui lên nào. Ai làm được thì kẻ đó sẽ được cưới nàng làm vợ. Công chúa ơi, hãy ra nhảy với chúng thần. Âm nhạc và vũ điệu sẽ khiến nàng vui vẻ. Mời nàng thưởng thức những món ngon vật lạ mà chúng thần đã sai người đến những nơi cùng trời cuối đất mang về. Trong khi đó, ở một nơi xa, có một anh nông dân trung thực sống trong một ngôi làng nhỏ. Cuộc sống của anh tuy khó nhọc, vất vả quanh năm, nhưng lúc nào anh cũng tươi cười. Hỡi anh nông dân chăm chỉ và thật thà, anh đã hoàn thành rất tốt công việc. Tiền công đây, anh cứ lấy bao nhiêu tùy thích. Ông chủ thật hào phóng và sòng phẳng, ta sẽ không lấy tiền quá mức tiền công của ta. À, ta phải uống nước cho đã khát. Chúa luôn có lý do khi ban phát tiền cho ai và lấy đi tiền của ai. Có lẽ ta còn kém cố gắng, vậy từ bây giờ ta phải làm lụng hăng hái hơn nữa. Một năm nữa trôi qua, đã đến kỳ hết hạn làm việc. Người chủ lại đặt lên bàn túi tiền trả anh. Anh hãy cầm lấy, bao nhiêu tùy ý. Anh nông dân lại chỉ nhặt lấy một đồng tiền, đi uống nước cho đã khát và lại vô tình để đồng tiền tuột khỏi tay, rơi xuống giếng và chìm nghiễm. Nhưng cũng như lần trước, anh chẳng chút buồn phiền và lại bắt tay vào công việc còn nhiệt tình hơn trước. Năm ấy, thời tiết khắc nghiệt, những cánh đồng lúa mì đều khô héo cả. Chỉ có cánh đồng của ông chủ anh nông dân thì vẫn xanh tốt, bội thu. Gia súc nhà nào nhà nấy thì què quặt, còn gia súc của ông chủ anh nông dân thì chạy nhảy, nô đùa vui vẻ khắp nơi. Chính vì thế mà ông chủ hiểu rất rõ là cần biết ơn và cần phải nói lời cảm ơn với ai. 3 năm trôi qua và kỳ hạn làm việc cũng đã hết. Ông chủ lại đặt lên bàn một đống tiền. Nhận lấy anh bạn, bao nhiêu tùy ý, công sức lao động đã bỏ ra bao nhiêu thì tiền này chính là của anh đấy. Ô kìa, những đồng tiền cuối cùng vẫn còn nguyên vẹn và 2 đồng tiền trước đây đã nổi lên mặt nước. Trời đã ban tặng cho ta những công lao khó nhọc, vậy đã đến lúc ta phải đi xa một chuyến để mở mang tầm mắt. Anh nông dân thân mến, hãy cho tôi 1 đồng tiền. Nếu chú mày thích thì đây, chú mày cầm lấy đi. Anh nông dân thân mến, hãy cho tôi 1 đồng tiền. Đây, chú mày cầm lấy đi, có thể chú mày cần nó hơn ta. Anh nông dân thân mến, hãy cho tôi 1 đồng tiền. Cũng như 2 lần trước, người nông dân không nỡ từ chối con cá nheo và anh đã trao cho nó đồng tiền cuối cùng của mình. Kinh thành nhộn nhịp đông đúc, làm mình thấy chóng mặt quá. Ôi, anh chàng tốt bụng, ân nhân của chúng ta làm sao thế này? Chúa ơi, sao có chuyện buồn cười thế này nhỉ? Ai đã làm cho con gái của ta cười vui thế nhỉ? Thưa cha hãy nhìn kia kìa, chính người ấy đã khiến con cười. Mau mời chàng trai ấy vào gặp ta. Nhà vua giữ đúng lời hứa của mình, vì cái gì đức vua đã hứa thì sẽ ban tặng chính cái đó. Nụ cười thực sự không đến từ những cao sang và lộng lẫy. Nụ cười thực sự đến từ những điều hồn nhiên của đất trời, khi con người biết yêu thương và trân trọng cuộc sống như nó vốn có. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.